Và đây chính là em Luffy Kid của mình. Mặc dù như là Kid level 30 thôi, nhưng mà trong em nó cũng tràn đầy động lực anh em ạ. Giai đoạn đầu game cứ phải gọi là Luffy Kid là vô địch anh em nhé. Triple kill và quadra kill. Lần này thì thử thách có vẻ là căng thẳng hơn khi mà có tận 6 em lính liền anh em ơi. Em thì cầm đao, em thì cầm song kiếm. Và mình thấy là em Luffy Kid của mình đánh thì tốc độ nó vẫn hơi chậm đấy. Đấy, và một pha ulti mà dù là gây quadra kill, tuy nhiên là vẫn chưa kết liễu được đội hình của team bạn, thành ra tốc độ đi vượt ải quá là chậm luôn anh em ơi. Xong rồi kiểu như là game thấy mình đi vượt ải chậm quá, thế là cho mình thêm một số những cái phần thưởng, đặc biệt là có một cuốn trục L1. Trước khi sử dụng cuốn trục L1 thì mình đã quyết định là đi xả hết tất cả những cái thùng bia cũng như là cốc bia vàng để xem là có ra được vị tướng nào xịn sò con bò hơn hay không. Lúc đấy thì mình sẽ sử dụng cuốn trục L1 một cách hợp lý anh em ạ. Nhưng cuộc đời thì không như là mơ, mình chỉ biết lắc cái đầu để cho sạch gầu vì chả ra vị tướng SS nào xịn sò con bò cả. Tình hình là do nhân phẩm mình quá là đen, thế cho nên là chiêu mộ hết tất cả thùng bia rồi mà vẫn không được một cái gì cả. Thế là mình phải nhập thêm một vài cái gift code nữa để có thêm kim cương, đặc biệt là có thêm 15 cái thùng bia nữa là cũng ok đấy. Kho báu máy chủ mới chắc chắn là phải mua luôn 50 thùng bia nữa rồi. Ok, bây giờ thì mình lại có thể là chiêu mộ thêm một nữa nha. 69 thùng bia, một con số quá đẹp trong một cuộc tình đi. Xem được cái gì không nào? Lucy này, u là trời, ư shop. Lần tiếp theo này còn không được một cái gì luôn. Trời đất ơi, không thể tin được. 29 Ichiji, một vị tướng bậc 2S nhưng mà lại là Ichiji. Siêu nhân đỏ mới đau anh em ạ. Trời ơi, đất hỡi thực sự luôn. Và phát cuối cùng, được cái gì không nào? Được cái gì không nào? Trời ơi, quá là đen đi anh em ơi. Thôi thì đang có sự kiện thế cho nên là lại nhận được thêm một chút thùng bia nữa thì vào xả luôn chứ không còn chần chờ gì nữa anh em ạ. Let's go. Vẫn cứ là chính xác thôi bởi vì mình đang tìm kiếm một vị tướng cực kỳ ngon lành canh đạp ở trong cái phần chính xác này anh em nhá. Có gì không? Và thật may cho mình bởi vì tuần này đang diễn ra sự kiện Big Mom. Chính vì vậy mình đã chọn ngay cái phần đầu tiên và ước luôn lấy 1000 mảnh album, và trước khi ra 1000 mảnh album, mình biết ngay kiểu gì sẽ có thêm 2000 kim cương nữa. Với số lượng 2000 kim cương đấy sẽ nâng tổng số kim cương của mình lên vừa đủ để có thể là mua thêm 200 cốc bia vàng ở trong cái phần sự kiện tuần này nha anh em. Và vẫn còn thừa rất nhiều nón Big Mom, thế cho nên mình sẽ đi lần lượt. Đầu tiên là mình sẽ lựa chọn tướng L1 trước, bởi vì ở trong này sẽ có một vị tướng hỗ trợ cực kỳ ngon lành cái nào là Bartolomeo Wano. Thế cho nên là mình đã lựa chọn luôn em nó. Tuy nhiên làm hai lần mà vẫn chưa ra, cay thực sự luôn. Nhưng mà hy vọng là lần thứ ba sẽ ra thôi. Mà chắc chắn là phải ra rồi vì còn đúng một lần nữa là ra thôi. Nhưng mà phải đi xả thêm cốc bia vàng với cả thùng bia đây anh em nhé. Và nếu như anh em muốn chiêu mộ cốc bia vàng mà nhanh như mình thì có thể tải nhanh LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Chiêu mộ xong đống cốc bia vàng đấy thì mình cũng đã hoàn thành xong được một vài cái nhiệm vụ sự kiện. Thế là lại có thêm 30 thùng bia anh em ạ. Thì với 30 thùng bia đấy mình lại vào chiêu mộ để xem lần này được cái gì không anh em nhé. Ok à, quá đen luôn anh em ơi. Lại không được một cái gì cả, chỉ được thêm vài cái nón Big Mom thôi. Nhưng mà không sao, bởi vì với cái số lượng nón Big Mom này ấy, thì mình có thể vào trong cái phần sự kiện tiệc Big Mom tuần này và đổi thêm một em Bartolomeo. Mình đã chọn sẵn ở đây rồi anh em nhé. Và với 50 mảnh Bartolomeo ghép thì nó sẽ có một vị tướng hỗ trợ cực kỳ là ngon lành canh đáo luôn. Ok, để mình nâng cấp sức mạnh cho Bartolomeo meo, xem sức mạnh của em nó như thế nào nha. Một vị tướng hỗ trợ khá là kinh khủng đấy. Trời ơi, vào trận cái vừa có thêm một cái khiên mà vừa dã một phát thôi là team bạn đã nằm xuống hết rồi anh em ạ. Nếu như sức mạnh của vị tướng Bartolomeo là như thế này thì đúng là không phí công của mình khi mà đã tin tưởng và lấy em nó trong phần tiệc Big Mom nha. Nào, tiếp tục phát huy sức mạnh nào Bartolomeo. Ui giời, Pentakill dành cho Bartolomeo meo nha anh em. Trong một diễn biến khác thì mình chợt nhớ ra là mình có quá nhiều là khẩu pháo thần công luôn, và chắc chắn là mình phải đi tiêu diệt con boss Akainu rồi. Và khi mà tiêu diệt được boss Akainu, mình sẽ có thêm thùng bia, cốc bia và đặc biệt là cái tín vật hải tặc. Ok, và với 12 cái tín vật hải tặc này thì mình sẽ đổi lấy 6 cái dương tứ hoàng dấu đen đây. Mở ra xem được cái gì nào. Ui, ngon anh em ơi, mình đã có thêm rất là nhiều cốc bia vàng cũng như là có thêm cả su may mắn nữa. Ngoài ra thì kim cương của mình đã nảy lên con số là 5060. Tất nhiên là đã đủ mua thêm một lần ưu đãi nữa, chỉ vì giá 5000 thôi là mình đã có 40 thùng bia đó rồi. Và còn chần chờ gì nữa khi mình không xả thùng bia vào trong cái phần chính xác này, tiếp tục đi. Biết đâu đó lại ra thêm em Jinbei Kono thì tuyệt vời mặt trời luôn. Bởi vì khả năng đánh đấm cũng như là phòng thủ của em Jinbei Kono là quá trời quá đất luôn. Cố lên nào. Ui, nó lại là Akaoshi anh em ơi. Thứ mình cần, thứ mình cần. Oh no. Không thì cho tứ hoàng dâu đen luôn đi xem nào. Trời ơi, không có anh em ơi. 30 thùng cuối cùng. Trời ơi, đen thế nhở. Bực thực sự anh em ạ. Ồ, tiếp tục lại có 155 cốc bia vàng mà mình sẽ đi xả nốt cái đống này nhá. Chủ yếu là mấy nhiệm vụ bởi vì bây giờ đang có sự kiện, thế cho nên mấy ngày đầu tiên này mình chả thích làm cái quần què gì cả anh em ạ. Xả hết đi để chơi sự kiện lấy thêm phần thưởng anh em ơi. Tan tan tan, đây rồi, nhận nhanh luôn. Ôi, được cái gì đấy? Ui, 150 mảnh này. 33 cái nó minh mâm. Wow, lại có thêm 45 của pháo thần công nữa. Quận đầu tiên sẽ làm gì đây? Blackbird Junko. Trời ơi, cái gì thế này? Không thể tin được anh em ạ. Oh wow, chỉ với một hit một phát thôi mà mình đã ra luôn được Blackbird Junko tứ hoàng dâu đen. Oh my god, cái gì đấy? Trời ơi, không thể tin được. Wow, và đây nữa, 7 vị tướng L1 để mình xem là vị tướng gì nha. Ui ôi, hên thực sự luôn anh em ạ, bù lét luôn này. Đây thì sao, đây thì sao? Liệu rằng là có Jinbei Kono hay không đây? Hoặc là Bartolomeo? Trời, AC thì mình không cần. Làm gì? Ui, làm gì? Lại bù lét. Trời ơi, game ép mình chơi bù lét hay sao? Jinbei,
không có chữ Wano anh em ạ. Và ui kinh à, vị tướng này sẽ là gì nào? Shang. Đây đi, đây đi, Jinbei Wano. Trời ơi, quá là hên luôn anh em ạ, không thể tin được. Bartolomeo, Shiraoshi à, cũng được ha, cũng tạm tạm anh em ạ. Ok là đấy chứ. Ở đây thì sao? Tiếp tục nào, Sabo. Và ghép xong mảnh tướng 5 sao thì mình cũng đã hoàn thành luôn được một cái nhiệm vụ ở trong sự kiện Big Mom. Thế là có thêm 50 thùng bia và 30 cái đó Big Mom nữa. Và tiếp tục là xả trong cái phần chiêu mộ thôi. Liệu rằng có được thêm một em Yonko, Yonko Blackbird nữa hay không đây? Biết đâu đấy, biết đâu đấy. Cố lên nào. Trời, ui, Izo à. Em này thì sao, em này thì sao, em này thì sao? Oh my god, Pepo, phát nữa đi. Trời ơi, mình vẫn còn đang rất là run, bởi vì là có thể sở hữu được em tứ hoàng dâu đen chỉ trong one shot one kill. Không thể tin được anh em ơi. Và với dàn tướng cực kỳ xịn sò combo mà mình vừa sở hữu được thì mình đã nâng cấp cho dâu đen, Jinbei Gono, Shiraoshi cũng như là Bullet lần lượt lên hết luôn anh em ơi. Và thế là cho vào đội hình bây giờ chắc chắn đi vượt ải nó sẽ cực kỳ ngon này cái nào nha. Wow, đội hình của mình bây giờ lực hơn rất nhiều, và vào trận cái thì Bullet đã đấm một phát này tim bạn đã phải nằm xuống luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, Bartolomeo búp cho tất cả đồng đội của mình, ai cũng có một cái khiên trông lực thực sự luôn anh em ơi. Tiếp tục ải tiếp theo nào, bọn này chỉ level 10 thôi và Bullet tiếp tục là đấm một phát cả tim bạn lại đi luôn anh em ạ. Lên level 32, thế là mình đã mở tính năng thành tựu rồi anh em ạ. Ủa nhiều thế, ui kim cương này, wow, ôi nhận luôn. Ui, ngon này. Perfect rồi, ui nhiều lắm anh em ơi, cực kỳ là nhiều những cái nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành nha. Wow, lại còn có thêm cả mấy bộ trang bị nữa. Thế thì mình sẽ thay thế luôn mấy bộ trang bị cúi bắp của mấy em tướng của mình. Đầu tiên là Yonko Blackbird này, sau đấy là một số vị tướng khác của mình đều được thay thế những trang bị xịn sò combo hết luôn nha anh em ơi. Bởi vì mình thấy trang bị trong này cực kỳ là quan trọng, đặc biệt là mặc theo bộ thì nó sẽ buff thêm những cái thuộc tính chỉ số các kiểu của nó điều rất chi là ok nha. Mình mở ra tính năng leo đồ thần rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ cho đội hình vào test một tí nha. Wow, Bullet thì vẫn đấy đấm cực kỳ là ngon lành cái nào, mỗi tội nó cứ phải nộ lên là mất thời gian quá trời luôn. Thế thì mình bỏ em Bullet ra để xem là mấy em tướng của mình, ví dụ như là Bartolomeo hay là Jinbei Gono, hoặc thậm chí là Blackbird, Yonko, tứ hoàng linh đen, tứ hoàng dâu đen, chỉ cần đánh thường một cái thôi là bọn kia cũng phải nằm xuống rồi sao ấy. Rồi đây, tứ hoàng dâu đen chiến đi em ơi, let's go. Ui, đúng thật anh em ạ, tốc độ vượt ải của tứ hoàng dâu đen nó có phải gọi là khủng khiếp luôn anh em ơi. Được nha, tiếp tục. Cứ khè một phát này là thôi, kẻ địch nằm xuống hết anh em nhá. Hết skill, tiếp tục hết skill, hit skill, hết skill, hết skill, hết skill. Và lên đến level 40 thì mình đã mở ra tính năng, đó chính là su vòng quay may mắn. Nhưng mà mình không biết là nên vui hay nên buồn, bởi vì thời điểm này mình chỉ có thể chiêu mộ su may mắn x1 mà thôi. Nếu như mà để chiêu mộ được x10 tốn 8 cái su, tức là mình tiết kiệm được 2 su một lần x10 thì phải lên được level 80 anh em nhá. Trời đất ơi, không thể tin nổi. Thôi thì mình cứ x1 thử một tí xem như thế nào anh em nhá. Quay nào. Chóng mặt quá anh em ơi. Thôi, mình quyết định là chờ lên level 80 thì mình sẽ xả xuống may mắn có thể, bởi vì thời điểm này sự kiện nó cũng không có gì ngon cả. Thế cho nên là tích lũy lại chờ những sự kiện ngon, lấy tướng, lấy thùng bia còn xịn sò con bò hơn anh em nhé. Thôi thì trong video này chúng ta đã chiêu mộ được tứ hoàng dâu đen là cực kỳ ngon lành cái nào rồi. Từ Luffy Kid mà tiến hóa lên tứ hoàng dâu đen là cả một quá trình cực kỳ xịn sò con bò, cũng như là chứa tràn nhân phẩm của mình đấy anh em ơi. Nếu như anh em yêu thích series này thì nhớ ấn đăng ký kênh cũng như là ấn like video nhá. Nếu như video này được 300 like thì mình sẽ tiếp tục ra tập 2 nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.